nhiều tất cả mọi người. Video ngày hôm nay có thể gọi là một video khá đặc biệt vì Thảo đã chia sẻ cho mọi người một trong số những mẫu phân đá độc quyền của Thảo nhé. Rồi ở đây là một chiếc móng giả mà Thảo đã sơn liên kết rồi mọi người nhé. Mình đã sơn base rồi, mình đã hơi đèn rồi nha. Và mình sẽ sử dụng cái giấy nhún vàng này. Rồi, để mà chúng ta ẩn lên đây nhé. Rồi, mình ấn nó xuống như dính nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy đây sơn mọi người nhá. Hôm nay Thảo sẽ hướng dẫn mọi người vẽ bằng sơn cho mọi người dễ thực hiện nhé. Chứ còn vân đá này thì có rất là nhiều nguyên liệu để chúng ta vẽ luôn. Rồi mình sẽ sơn liên kết lên nha. Mình không hơ đèn mọi người nhé. Lần này chúng ta không hơ đèn nha. Mình sẽ sử dụng cây cọ hoa cúc này để chúng ta tán màu lên đây. Nhẹ tay mọi người nhé, mình tán nhẹ nhàng thôi. Rồi, mình tán nhẹ ra nhé để cho nó loang ra nha. Tức là khi chúng ta làm bộ môn này thì có rất là nhiều cái nguyên liệu để làm, chứ không phải riêng gì sơn treo đâu mọi người nhé. Và vân đá thì có rất nhiều mẫu luôn. Và đặc biệt là vân đá độc quyền của Thảo thì lại cũng có rất là nhiều mẫu thêm nữa. Như vậy là về kỹ thuật này chúng ta có thật nhiều mẫu và kỹ thuật để làm nhé. Không giới hạn kỹ thuật luôn. Sau khi mình hơ đèn xong cái lớp sơn màu xanh vừa rồi nhé, chúng ta sẽ lấy ra đây sơn treo màu trắng nhé. Để mình vẽ cái đường vân trắng nha. Ok, mình nhẹ tay mình uốn nha. Rồi, tất cả những mẫu vân đá độc quyền hay là mẫu vân đá cơ bản thì học viên của Thảo đều được học tại lớp. Học trực tiếp thì đều được học. Và học online mọi người cũng đều được học nhé. Bởi vì trong nhóm online thì cũng đều có những cái video rất sắc nét như thế này để chúng ta học online cho nó dễ hiểu và tiện hơn mọi người nha. Mình lấy cọ nét để vẽ đậm thêm một phần đường vân bên dưới nhé. Rồi mình Thảo thích vẽ mỗi một đường thôi nhé, đường trên Thảo không vẽ đâu. Rồi, mình tán nó ra nhá. Tán nó ra cho nó có tầng ấy, không phải tự nhiên nó lại lộ một vệt đường kẻ ra như này, nếu không đẹp mọi người nhá. Nếu theo dõi video này mọi người cảm thấy hữu ích, mọi người thấy bổ ích và cảm thấy là thú vị thì mọi người hãy comment ở phía bên dưới cho Thảo biết nhá. Thật xin có một cái nhỏ nhỏ phiền mọi người một chút xíu nhé. Là khi theo dõi video, mọi người hãy kéo xuống phía bên dưới màn hình và ấn nút like. Để khi nào nút like thì chuyển sang màu xanh giúp Thảo nhé. Để Thảo có nhiều động lực hơn để làm những video tiếp theo dành tặng cho mọi người nha. Rồi, sau khi mình hơ đèn xong, mọi người sẽ lấy ra đây màu sơn. Đây là màu sơn thạch cũng của BNS luôn nhé, màu sơn thạch mọi người nhé. Để chúng ta vẽ cái phần đường hở này nhé, để cho nó có một màu nó có độ sâu hơn, đẹp hơn. Đây là một mẫu vân đá đơn giản, Thảo chỉ chia sẻ với mọi người để mọi người dễ làm nhé. Rồi chúng ta sẽ hơ đèn nhé. Mình lấy giấy nhún bạc để mình đặt vào các cái phần bên cạnh này nhé, cho nó thêm độ lấp lánh nha. Rồi đây là mẫu vân đá độc quyền, như là một mẫu độc quyền đơn giản để cho mọi người dễ làm nhé. Còn khi mà học thì các kỹ thuật mọi người được học vô vàn luôn, không chỉ riêng vân đá luôn. Về các môn như form bột hay hoa bột thì mình cũng được lên rất là nhiều mẫu vì xu hướng của năm 2020 đang là về bột mọi người nhé. Bột và vân đá luôn đang là xu hướng hot luôn. Bởi vì các cái trang trí khác nó đã bị cũ rồi ấy, nên chúng ta cần phải cập nhật, cần phải thay đổi nhé. Mình sẽ trang gieo nhện lên đây nha. Chúng ta sẽ hơ đèn nhá. Đèn này rất đặc này, rất là dài. Rồi sau khi mà chúng ta hơ đèn xong thì mình sẽ sơn tốp lên nha. Sơn tốp lên và hơ đèn, như vậy chúng ta đã hoàn thành mẫu vân đá này rồi nhá. Ok, đây mọi người quan sát kỹ này.
rất là có tầng đây là sản phẩm của chúng ta nhé. Có độ sâu và có tầng luôn này. Nhìn rất là bắt mắt. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe lại chia sẻ của Thảo trong video vừa rồi. Hãy ấn vào nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của Thảo sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, ấn vào nút hình quả chuông để lần sau khi Thảo phát sóng, bạn sẽ nhận được video của Thảo sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.